Ngày 14 tháng 4, các quan chức Nga cho biết máy bay trực thăng của Ukraine đã bắn trúng các tòa nhà dân và làm bị thương 7 người ở vùng Bryansk. Theo hãng tin Reuters, đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ tấn công mà phía Nga cho rằng Ukraine thực hiện nhằm phá hoại và khiêu khích họ. Đài truyền hình RT của Nga cho biết vụ tấn công đầu tiên xảy ra ở Klimovo, vùng Bryansk, cách biên giới khoảng 10 km về phía Bắc. Thống đốc Alexander Bogomat cho biết đạn của quân đội Ukraine bắn trúng các tòa nhà dân cư. Người dân địa phương nói họ nghe thấy 3 tiếng nổ. Đoạn video từ hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc lên không trung. Theo các quan chức địa phương, có 2 tòa nhà bốc cháy sau vụ tấn công, nhưng đã được lực lượng cứu hỏa xử lý. Hãng thông tấn RIA đưa tin một quan chức Bộ Y tế cho biết có 2 người bị thương nặng. Cơ quan điều tra của Nga đưa thông tin trong một tuyên bố vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, sử dụng 2 máy bay trực thăng chiến đấu được trang bị vũ khí tấn công hạng nặng. Các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm nhập trái phép vào không phận của Liên bang Nga. Bay ở độ cao thấp, họ đã thực hiện ít nhất 6 cuộc không kích vào các tòa nhà dân ở làng Klimovo, thông cáo cho biết và xác nhận có 6 tòa nhà bị hư hại và 7 người bị thương, trong đó có một phụ nữ mang thai và một trẻ em. Hãng thông tấn TASS đưa tin, chính quyền vùng Bryansk đã đóng cửa các trường học vì lo ngại các cuộc tấn công tiếp tục xảy ra. Theo một tuyên bố của chi nhánh biên phòng tại địa phương của cơ quan an ninh FSB của Nga, vụ tấn công thứ hai nhằm vào trạm kiểm soát Novaya Zhukovsky, cách Klimovo khoảng 40 km về phía tây nam. Báo cáo của FSB cho biết đạn cối bắn từ lãnh thổ Ukraine xảy ra vào lúc một nhóm người tị nạn từ Ukraine đang đi qua biên giới. Có 2 xe bị hỏng, nhưng không có thương vong. Tuyên bố của lực lượng biên phòng cho rằng vị trí nổ súng đã bị trấn áp. Thống đốc vùng Belgorod cho biết một ngôi làng ở địa phương cũng bị tấn công, nhưng không ai bị thương. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cảnh cáo việc các lực lượng Ukraine tiếp tục phá hoại và tấn công có thể buộc Nga không kích trả đũa nhằm vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine, trong đó có Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraine không lên tiếng về cáo buộc của Nga. Các nhà chức trách 4 khu vực giáp biên giới Ukraine của Nga và ở Crimea thông báo họ đang tăng cường các biện pháp an ninh vì hành động khiêu khích có thể xảy ra từ phía Ukraine.